Quý chị xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Apple TV. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2022. Mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Nam Châu và mở đầu là tin thế giới. Thưa quý vị, Hoa Kỳ kêu gọi Moscow ngưng đẩy người Ukraine sang Nga. Hoa Kỳ kêu gọi Nga phóng thích ngay lập tức những người Ukraine bị Nga buộc phải rời khỏi đất nước và cho phép các quan sát viên bên ngoài viện dẫn các báo cáo là Moscow đem trẻ em Ukraine cho nhận con nuôi và làm mất tích hàng ngàn người khác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 13 tháng 7 nói việc đưa và tống những người được bảo vệ từ Ukraine qua Nga bất hợp pháp là vi phạm trầm trọng Công ước Geneva thứ tư về bảo vệ thường dân và là một tội ác chiến tranh. Các quan chức Ukraine cáo buộc đang cố tình tách trẻ em Ukraine ra khỏi cha mẹ của chúng và bắt cóc những trẻ em khác từ các trại mồ côi rồi đưa lên cho nhận con nuôi ở Nga, đồng thời giam giữ hoặc làm biến mất hàng nghìn thường dân Ukraine mà không vượt qua được cuộc thanh lọc, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ Hội đồng Thập tự. Công ước Geneva năm 1949 xác định các tiêu chuẩn pháp lý về quốc tế về đối xử nhân đạo trong các cuộc xung đột, cấm việc cưỡng bức đưa thường dân trong một cuộc xung đột sang lãnh thổ của cường quốc chiếm đóng, coi đó là tội phạm chiến tranh. Ước tính từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả từ chính phủ Nga, chỉ ra rằng nhà cầm quyền Nga đã thẩm vấn, giam giữ và cưỡng ép trục xuất từ 900.000 đến 1,6 triệu công dân Ukraine, trong đó có 260.000 trẻ em từ nhà của họ sang Nga, thường là đến các vùng cô lập ở Viễn Đông. Ông Blinken nói trước một hội nghị diễn ra ngày 14 tháng 7 với trọng tâm bàn về trách nhiệm trong cuộc xung đột đang diễn ra. Lãnh đạo tài chính G20 họp giữa căng thẳng về vấn đề Ukraine. Thưa quý vị, các lãnh đạo tài chính G20 gặp nhau ngày 15 tháng 7 tại hòn đảo nghỉ mát Bali trong lúc nước chủ nhà Indonesia cố gắng tìm điểm chung trong một nhóm bị căng thẳng vì chiến tranh Ukraine giữa bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng do lạm phát phi mã. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói với các đại diện của Ngân hàng Thế giới trong một cuộc họp ở Jakarta rằng ông hy vọng các thành viên G20 có thể đưa ra một thông cáo chung sau khi kết thúc cuộc họp vào ngày 16 tháng 7. Trong G20 bao gồm các nước phương Tây đã áp đặt các chế tài lên Nga và cáo buộc nước này về tội ác chiến tranh ở Ukraine, điều mà Nga đã phủ nhận. Ngoài ra, G20 còn có các nước như Trung Cộng, Ấn Độ và Nam Phi vốn im tiếng hơn trong phản ứng của mình. Các quan chức Đức và Pháp bày tỏ hoài nghi về việc có thể đạt được điểm chung do căng thẳng về Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen ngày 14 tháng 7 nói cuộc chiến đang gây ra tác động tiêu cực trên toàn cầu và các quan chức Nga không có chỗ tại cuộc họp G20. Tuy nhiên, bà Yellen không trả lời câu hỏi liệu bà có bỏ phòng họp khi các quan chức Nga phát biểu hay không, nhưng bà cho biết sẽ lên án cuộc xâm lược của Nga bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Bà Yellen nói một trong những mục tiêu chính của bà là thúc đẩy các chủ nợ G20, bao gồm cả Trung Cộng, chung quyết giảm nợ cho các quốc gia đang gặp khó khăn. Quần đảo Solomon khẳng định không cho Trung Cộng xây căn cứ quân sự tại đây. Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare ngày 14 tháng 7 nói hiệp ước an ninh mới của nước ông với Bắc Kinh sẽ không cho phép Trung Cộng xây dựng căn cứ quân sự tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này và không biến công dân nước ông thành mục tiêu cho các cuộc tấn công quân sự tiềm tàng. Ông Sogavare ký thỏa thuận với Bắc Kinh vào tháng 4 về hỗ trợ an ninh chi tiết về hiệp ước chưa được công bố, nhưng thỏa thuận đã làm dấy lên lo ngại về một căn cứ quân sự thường trực của Trung Cộng trong vòng 2.000 km của bờ biển Đông Bắc Úc. Thủ tướng quần đảo Solomon tại cuộc họp của lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương ngày 14 tháng 7 ở Fiji mạnh mẽ phủ nhận rằng đất nước của ông sẽ trở thành một chỗ dựa quân sự của Trung Cộng ở Nam Thái Bình Dương. Không có căn cứ quân sự nào cả, cũng không có bất kỳ cơ sở hoặc định chế quân sự nào khác trong thỏa thuận. Và đó là một điểm rất quan trọng mà chúng tôi tiếp nhận, nhắc lại với các nước trong khu vực, ông nhấn mạnh. Cả Hoa Kỳ và Úc từng nói với quần đảo Solomon rằng sẽ không dung chấp nước này cho Trung Cộng đặt căn cứ quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận khôi phục xuất cảng ngũ cốc của Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một thỏa thuận với Ukraine, Nga và Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư nhằm nối lại hoạt động xuất cảng ngũ cốc của Ukraine bị Nga chặn
nâng cao triển vọng chấm dứt bế tắc, khiến hàng triệu người đứng trước nguy cơ chết đói. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết thỏa thuận sẽ được ký kết khi các bên gặp lại vào tuần tới và bao gồm các biện pháp kiểm soát chung đối với việc kiểm tra ngũ cốc tại các cảng và Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm an toàn cho các tuyến đường xuất cảng ngũ cốc của Ukraine trên Bắc Hải. Ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ thành lập một trung tâm điều phối với Ukraine, Nga và Liên Hợp Quốc để xuất cảng ngũ cốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một bước tiến quan trọng đã được thực hiện nhằm phục hồi hoạt động xuất cảng ngũ cốc của Ukraine, nhưng khuyến cáo rằng hiện nay sẽ cần nhiều việc làm hơn để hiện thực hóa kế hoạch này. Ông Guterres nói thêm rằng mặc dù Ukraine và Nga đã tham dự buổi họp về mặt ngoại giao, nhưng tiến trình hòa bình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Các nhà ngoại giao trước đó cho biết các chi tiết của kế hoạch được thảo luận tại cuộc đàm phán hôm thứ Tư, bao gồm ý tưởng cho các tàu Ukraine hướng dẫn các tàu chở ngũ cốc ra vào vùng nước cảng có cài mình thủy lôi. Nga đồng ý không bắn trong khi các chuyến hàng chuyển đi và Thổ Nhĩ Kỳ được Liên Hợp Quốc hỗ trợ kiểm tra các tàu để xoa dịu lo ngại của Nga về việc buôn lậu vũ khí. Và tiếp theo, xin mời quý vị theo dõi bản tin về Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Ivana Trump, vợ đầu của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, qua đời ở tuổi 73. Bà Ivana Trump, vợ cả của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, mẹ của ba người con đầu của ông Trump và là người đã giúp ông xây dựng một số cao ốc nổi tiếng, bao gồm tháp Trump, vừa qua đời ở tuổi 73, ông Trump loan báo ngày 14 tháng 7. Tôi rất đau buồn thông báo cho tất cả những người yêu mến bà rằng bà Ivana Trump đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York. Ông Trump viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social. Hai người kết hôn năm 1977 và ly hôn năm 1992. Họ có với nhau ba người con là Donna, Ivanka và Eric. Gia đình ông Trump nói trong một thông cáo rằng bà Ivana Trump là một người chạy trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản. Bà dạy các con của mình về sự gan dạ và cứng rắn, lòng trắc ẩn và sự quyết tâm. Thông cáo viết, bà là một cựu người mẫu từng được huấn luyện cho đội trượt tuyết quốc gia. Và Ivana Trump và ông Trump vào những năm 1980, họ là một trong những cặp vợ chồng quyền lực nổi bật nhất của thành phố New York. Cuộc ly hôn của họ diễn ra sau khi ông Donald Trump ngoại tình với bà Marla Maples, người mà sau này ông kết hôn. Vừa nuôi dạy ba người con, bà Ivana Trump vừa làm phó chủ tịch phụ trách thiết kế nội thất cho tổ chức Trump và quản lý khách sạn Plaza lịch sử mà ông Trump mua lại. Bà Ivana Trump qua đời để lại thân mẫu, ba người con và 10 cháu, thông cáo từ gia đình cho biết. FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Novavax. Cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Adjuvanted, một loại vaccine ngừa COVID-19 của Novavax, hôm thứ Tư, 13 tháng 7. Trong bản tuyên bố gửi tới báo chí, các bác sĩ Robert Califf, giám đốc FDA cho biết, lần cấp phép hôm nay cung cấp thêm cho những người trưởng thành chưa chích vaccine COVID-19 ở Hoa Kỳ, một lựa chọn vaccine mới. Vaccine này đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khắt khe của FDA về an toàn, hiệu quả và phẩm chất sản xuất để được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Vaccine này được cấp phép chích ngừa cho những người từ 18 tuổi trở lên. Vaccine mới có chứa một thành phần bổ sung để tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn. Đây là loại vaccine truyền thống, sử dụng virus đã được vô hiệu hóa, khác với hai loại vaccine mRNA được sử dụng rộng rãi trước đó là Moderna và Pfizer. Công ty Novavax trụ sở tại Maryland nộp đơn xin được cấp giấy phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào tháng 2. Hồi tháng trước, một ủy ban cố vấn độc lập bỏ phiếu đồng ý để đề nghị FDA chấp thuận vaccine của Novavax. Vaccine COVID-19 Adjuvanted Novavax bao gồm hai liều chính, mỗi liều cách nhau 3 tuần. Giới chức Nhật đã chấp thuận sử dụng vaccine này vào tháng 4. Hôm thứ Hai, 11 tháng 7, chính phủ Hoa Kỳ thông báo mua được 3,2 triệu liều vaccine mới này. Bộ Y tế và Xã hội Hoa Kỳ cho biết vaccine Novavax sẽ được cung cấp miễn phí cho các tiểu bang, những nơi liên bang có thẩm quyền pháp lý, các tiệm thuốc cộng tác với chính phủ liên bang và các trung tâm y tế đủ điều kiện. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi tin tức Texas và Houston. Tài xế gây tai nạn làm 9 người chết ở Texas không phải thiếu niên 13 tuổi. Thưa quý vị, tài xế lái pickup truck tông trúng chiếc van chở đội tuyển golf đại học hồi tháng 3 ở Texas làm 9 người thiệt mạng, không phải là thiếu niên 13 tuổi mà là cha của cậu bé này. Điều tra viên liên bang loan báo theo CNN hôm thứ Năm 14 tháng 7.
Kết quả kiểm tra DNA do cơ quan an ninh công cộng Texas thực hiện cho thấy người cha 38 tuổi của thiếu niên này cầm tay lái lúc đó. Hội đồng An toàn giao thông quốc gia cho hay trong bản báo cáo sơ khởi công bố hôm thứ Năm. Kết quả xét nghiệm còn cho thấy trong máu tài xế chiếc pickup truck đó có methamphetamine. NTSB cho biết, vụ tông xe kinh hoàng đó xảy ra bên ngoài Andrew, Texas hôm 15 tháng 3. Xe pickup Dodge 2500 đang chạy hướng nam trên FM 1788 thì lạng sang làn đường hướng bắc rồi tông thẳng chiếc van Ford Transit. Cả hai chiếc này đều cháy, NTSB loan báo. Lúc đó, chiếc Ford Transit đang chở đội tuyển golf nam và nữ đại học từ University of the Southwest ở New Mexico và đang trên đường về lại tiểu bang này sau khi thi đấu ở Texas. 6 vận động viên cùng huấn luyện viên đã thiệt mạng. 2 cha con trên chiếc pickup truck cũng tử vong. Tặng 3.000 cho các học viên có kinh nghiệm gia nhập vào Fire Department, bổ sung vào 350 vị trí. Sở Cứu hỏa Houston đang ưu đãi trả lương cho các học viên có kinh nghiệm ghi danh một trong 5 lớp học của học viên cựu cứu hỏa trong năm tài chính mới. Các nhà tuyển dụng của HFD hy vọng những người ghi danh tham gia sẽ giúp cải thiện được nhu cầu tổng cộng 350 nhân viên mới. Cơ quan cứu hỏa lớn thứ ba của quốc gia đang cử các nhà tuyển dụng đến các hội chợ việc làm trong thành phố và ngoài tiểu bang, trong khi bên ngoài các trạm cứu hỏa cũng quảng cáo rằng sở đang tuyển dụng. Những người có chứng chỉ về đối phó, về hỏa hoạn và EMT đủ điều kiện nhận được khoản khuyến khích trả lương 2.500 Mỹ Kim. Những người có chứng chỉ cứu hỏa và y tế đủ điều kiện nhận được khoản khuyến khích lương 3.000 Mỹ Kim. Con số đó cao hơn mức tăng 18% trong toàn bộ đã được thành phố Houston phê duyệt và được triển khai trong 3 lần tăng 6% hàng năm cho đến năm tài chính 2023. Và sau đây sẽ là bản tin Việt Nam. Phạm Đoan Trang được trao giải tự do báo chí năm 2022. Thưa quý vị, bà Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng này cùng với 3 nhà báo khác từ Cuba, Iraq và Ukraine. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 tới tại New York. Nhà báo Phạm Đoan Trang từng được trao giải tự do báo chí năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hạng mục Ảnh hưởng vào tháng 12 năm 2021. Bà Trang bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Bà bị giam 434 ngày trước khi bị kết án. Trên website, CPJ viết hôm 14 tháng 7, CPJ vinh dự trao tặng giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2022 cho nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang. Nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang đang thụ án 9 năm tù theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự, một điều khoản cấm đăng hoặc đưa tin chống phá nhà nước trong môi trường truyền thông, bị nhà nước kiểm duyệt và thống trị cao. Bà đã bị giam giữ trong hơn một năm trước khi bị kết án vào tháng 12 năm 2021 trong một phiên tòa kéo dài một ngày. Lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam đã đánh đập bà trong một cuộc biểu tình vào năm 2015, khiến bà bị thương tật vĩnh viễn và đi khập khiễng. Trước khi bị bắt vào tháng 10 năm 2020, Trang viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà đã phải đối mặt với sự quấy rối dai dẳng của cảnh sát vì hoạt động báo chí và xuất bản của mình, đồng thời đăng một lá thư kêu gọi cải cách dân chủ có tiêu đề "Nếu tôi bị bỏ tù", được lan truyền rộng rãi trên mạng và được trích dẫn trong một số bản tin. Vào năm 2018, bà Trang đã phải lẩn trốn sau khi bị cảnh sát thẩm vấn về báo cáo của mình. Bà cũng có thời gian sống lưu vong ở nước ngoài sau khi bị chính quyền quấy rối. Bằng cách vinh danh bà với giải thưởng tự do báo chí năm nay, CPJ đang làm sáng tỏ môi trường tự do báo chí đang xuống cấp ở Việt Nam, một trong năm quốc gia có nhà báo bị quản lý tồi tệ nhất trên toàn thế giới. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức hôm nay. Chương trình tin tức Nam Châu được bảo trợ bởi tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group, luôn mang đến thành công cho khách hàng trong 10 năm qua, giúp 80.000 người đến Hoa Kỳ. Bản tin hôm nay cũng được bảo trợ bởi healthcare.gov. Xin nhắc quý vị, đời sống nhiều thay đổi, hãy có bảo hiểm chu toàn. Khi những biến cố nhất định của cuộc sống xảy ra khiến quý vị bị mất bảo hiểm sức khỏe, quý vị có một khoảng thời gian ngắn để tìm chương trình bảo hiểm mới tại healthcare.gov. Quý vị vừa tròn 26 tuổi, chúc mừng sinh nhật. Tròn 26 tuổi nghĩa là quý vị không còn được bảo hiểm sức khỏe chung với cha mẹ. Quý vị có thể đủ điều kiện để được mua bảo hiểm chất lượng với giá thấp tại healthcare.gov. Hãy vào healthcare.gov hoặc gọi số 1800-318-2596, 1800-318-2596. Quý chị cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình tin tức Nam Châu. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. We'll be right back.